Tổng thống Pháp François Hollande đang ở Việt Nam từ ngày 5 đến 7 tháng 9 đã kêu gọi Hà Nội trả tự do cho bốn người bất đồng chính kiến đang bị giam giữ. Trong số bốn tù nhân bất đồng chính kiến được ông Hollande đề cập có ông Trần Huỳnh Duy Thức và blogger Nguyễn Hữu Vinh. Vấn đề nhân quyền đã không được xếp vào nghị trình làm việc chính thức tại Việt Nam của nhà lãnh đạo Pháp, dù trước đó các tổ chức NGO đã gửi thư đến tổng thống Hollande bày tỏ quan ngại về những vi phạm nghiêm trọng về nhân quyền tại Việt Nam và tình trạng bắt bớ, giam giữ những người bất đồng chính kiến và các blogger. Trong cuộc phỏng vấn với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ tối 7 tháng 9, ông Trần Văn Huỳnh, cha của tù nhân Trần Huỳnh Duy Thức bày tỏ hy vọng về tự do cho con trai ông sau chuyến viếng thăm của Tổng thống Pháp. Ông nói, tôi mong rằng Việt Nam sẽ có những thay đổi tích cực, quan tâm hơn đến thượng tôn pháp luật và sẽ có những cách xử lý xem xét đến những trường hợp bị oan sai. Tôi cũng hy vọng sẽ có nhiều tù nhân lương tâm hay tù nhân chính trị có thể được xem xét và tôi mong trong đó có Trần Huỳnh Duy Thức, con trai của tôi. Ông Trần Văn Huỳnh cho biết ông Trần Huỳnh Di thức có gọi điện thoại về nhà cách đây vài ngày, cho biết sức khỏe vẫn tốt dù thời tiết nóng lên đến 40 độ tại Nghệ An, nơi ông đang bị giam giữ.